Hộ thế tiêu tai dạy học đứng đầu, ngày 2 tháng 6 năm 2018, Tịnh Không Hữu Xã tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc Phật sự tam thời hệ niệm hộ thế tiêu tai, Thượng Tịnh Hà Không là pháp sư chủ giảng. Chư vị đại sứ, chư vị pháp sư, chư vị khách quý, chư vị đại đức tôn kính, xin chào mọi người. Chư vị đại sứ, chư vị pháp sư, chư vị khách quý, chư vị đại đức tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày Tịnh Không Hữu Xã tổ chức Giáo khoa Văn Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên tổ chức Phật sự tam thời hệ niệm hộ thế tiêu tai ở trụ sở chính tổ chức Giáo khoa Văn. Vô cùng cảm ơn mọi người đã chung tay góp sức. Mục đích tổ chức buổi Phật sự này là cầu nguyện thế giới mãi mãi không chiến tranh, xã hội hòa hợp. Tất cả chúng sanh đều nhờ chư thần ban phước. Tất cả trong nhân đều được chư thần gia hộ đồng sanh thiên quốc. Hộ thế tiêu tai dựa vào đâu mà làm được? Dựa vào dạy học. Chứng hưng giáo dục phổ thế Nho Thích Đạo của phương Đông, chứng hưng giáo dục phổ thế tôn giáo của phương Tây thì có thể hộ thế tiêu tai. Phật sự tam thời hệ niệm là một hình thức của giáo dục phổ thế Phật giáo. Hàm nghĩa của đó chính là giáo dục tình thương, cũng là giáo dục luân lý, đạo đức, nhân quả, trí huệ thánh hiền. Cho nên Phật sự tam thời hệ niệm có thể sanh ra hiệu quả hộ thế tiêu tai. Nhìn từ bề mặt, buổi Phật sự này chỉ là nghi thức tôn giáo, nhưng trên thực tế, nhất sự, nhất vật, nhất cử, nhất động ở trong đó đều có hàm nghĩa, biểu pháp. Nếu như có thể dùng tâm thể hội thì sẽ phát hiện những điều này đều ẩn chứa nội dung quan trọng của việc giáo dục phổ thế. Phật sự tam thời hệ niệm là giáo dục tình thương, căn cứ vào sự bác ái, đại từ, đại bi, dùng sự tu hành chân thành, tinh tấn để giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát khổ được vui, đạt được hiệu quả âm dương đều lợi. Việc nghinh thỉnh hòa thượng chủ pháp khi vừa bắt đầu Phật sự chính là một sự giáo dục luân lý. Căn bản của giáo dục phổ thế nằm ở sự hiếu thân tôn sư. Làm Phật sự này để siêu độ tổ tiên nhiều đời, đây là biểu hiện của hiếu đạo. Dùng tâm chí thành để nghinh thỉnh hòa thượng, đây là biểu hiện của sự tôn sư trọng đạo. Có tâm hiếu kính như vậy rồi mới có thể tu trì như pháp, nâng cao trí huệ và công đức, xứng tán giới định chân hương. Đây là giáo dục đạo đức. Giới dạy người ta đoạn ác tu thiện. Chỉ có đoạn ác tu thiện mới có thể tâm không khổ não, tâm an lý đắc. Định dạy người ta thanh tịnh nhất tâm. Chỉ có thanh tịnh nhất tâm mới có thể khai hiện chân tâm, khai mở trí huệ. Hương đại diện cho tính tâm. Có giới, có định thì mới có tính tâm chân thật. Bốn câu mà Hòa Thượng Chủ Pháp đã đọc lúc mở đầu chính là giáo dục nhân quả. Chúng sanh do gì mê hoặc vô tri mà tạo nghiệp? Do gì tạo nghiệp mà chịu khổ? Nếu như chúng sanh có thể giác ngộ chân lý thì có thể thoát khổ được vui. Tôn giáo Tây Phương tuyên thị trong vũ trụ chỉ có chân thần duy nhất sáng tạo vũ trụ vạn vật. Nói theo Phật giáo, vì chân thần này chính là chân tâm, tự tánh của mỗi một người, tự tánh biến hiện ra vạn vật vũ trụ. Nghi quỷ của tam thời hệ niệm đâu đâu cũng dạy người ta hồi quy tự tánh, khai mở tự tánh. Đây là giáo dục của trí huệ thánh hiền. Ví dụ trong nghi quỷ có nói: tâm ta chính là A-di-đà Phật,
A-di-đà Phật chính là tâm ta. Nơi này là tịnh độ. Tịnh độ chính là đây. Tất cả hiện tượng không tách rời tự tánh. Sau khi giác ngộ tự tánh, sẽ phát hiện tự tánh chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật chính là tự tánh. Đối với người giác ngộ tự tánh mà nói, nơi nào cũng là tịnh độ. Cho nên nơi này là tịnh độ. Tịnh độ tức là đây. Do vậy, Hộ Thế Tiêu Tai dạy học đứng đầu, đại chúng chân thành nhất tâm, y theo Phật sự tam thời hệ niệm mà tu trì như pháp, sẽ có thể siêu độ vong linh, hóa giải oán khí, giúp đỡ thế giới tiêu trừ tai ương, thúc đẩy toàn cầu an định hòa hợp. Kính chúc pháp hội tiến hành thuận lợi, công đức viên mãn. Chúc phúc chư vị pháp hỷ sung mãn, quan thọ vô lượng. Chúc phúc thế giới an định hòa bình, thịnh thế đại đồng. Cảm ơn mọi người. Tổ chức Giáo Khoa Văn Liên Hiệp Quốc Tình Không Hữu Xã. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật. Nam mô A Di 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 Đà Phật. Now.